Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Làm chân tay cho ai què cù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội mừng lễ thánh Vinh Sơn Phaolô, vị tông đồ của người nghèo. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn trích bút ký của thánh Vinh Sơn Phaolô gửi cho các nữ tử bác ái. Chúng ta không được nhìn một nông dân nghèo hay một phụ nữ nghèo theo dáng vẻ bên ngoài của họ, hay cảm nghĩ của chúng ta về trình độ hiểu biết của những người ấy. Nhất là nhiều khi, hầu như họ không có bộ mặt và khối óc của những người được ăn học. Nhưng nếu nhìn những người đó dưới ánh sáng đức tin, chị em sẽ thấy rằng họ là hiện thân của con Thiên Chúa, đấng đã muốn là người nghèo, đấng chẳng còn dáng vẻ của một con người trong cuộc thương khó, đấng đã bị lương dân coi là điên rồ, bị người Do Thái coi là cớ vấp phạm. Với tất cả những điều đó, người tự xưng là đấng loan báo tin mừng cho kẻ nghèo: Đức Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Chính chúng ta cũng phải cảm nghiệm điều đó và phải xử sự như Đức Kitô, là quan tâm đến người nghèo túng, an ủi, giúp đỡ và bảo lãnh cho họ. Quả thật, Đức Kitô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết nạp những người nghèo làm môn đệ. Người đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo, nên đã chia sẻ thân phận của họ. Vì thế, bất cứ điều gì tốt hay xấu làm cho kẻ nghèo, người cũng coi như làm cho chính mình. Khi Thiên Chúa yêu thương những người nghèo túng, thì cũng yêu thương cả những ai yêu thương họ. Vì khi ai thân thiết với một người nào, thì cũng yêu thương cả bạn hữu người ấy, hoặc những kẻ giúp đỡ người ấy. Bởi thế, chúng ta hy vọng, vì người nghèo, Thiên Chúa sẽ yêu thương chúng ta. Vậy khi thăm nom những người túng thiếu hay nghèo khổ, chúng ta hãy cố gắng hiểu hoàn cảnh của họ mà thông cảm với họ, sao cho tâm hồn chúng ta cũng rung động như thánh Phaolô tông đồ khi người nói: Tôi trở nên tất cả cho mọi người. Vì thế, một khi thực sự rung cảm trước những ưu tư và khốn cùng của tha nhân, chúng ta hãy cố gắng nài xin Thiên Chúa tuôn đổ tình lân tốt và lòng thương xót vào tâm hồn chúng ta, và xin Người giữ mãi cho luôn đầy tràn. Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn. Nếu trong giờ nguyện ngắm ban mai,
chị em phải đi phát thuốc hay giúp một người nghèo túng nào đó, thì cứ yên tâm mà đi đến với họ và dâng cho Thiên Chúa việc phải làm như lo nguyện ngắm vậy. Đừng băn khoăn hay mặc cảm là mình có tội vì đã bỏ nguyện ngắm mà giúp người nghèo. Quả thật, Thiên Chúa không bị lơ là nếu vì Thiên Chúa mà người ta tạm rời xa người, nghĩa là bỏ công việc của Thiên Chúa là cầu nguyện mà làm một công việc khác tương đương. Vậy, khi chị em bỏ đọc kinh cầu nguyện để giúp đỡ người nghèo, thì hãy nhớ rằng chị em phục vụ Thiên Chúa. Chắc hẳn đức ái cao trọng hơn bất cứ lệ luật nào, và tất cả đều phải hướng về đức ái. Vì đức ái là bà Chúa tuyệt vời, nên phải chu toàn điều bà truyền dạy. Vậy chúng ta hãy phục vụ người nghèo với một tâm tình đổi mới, và hãy ra sức tìm kiếm những kẻ bị bỏ rơi, vì họ đã được ban cho chúng ta như để làm chủ chúng ta. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời.